giúp cho mình trẻ ra 10 tuổi. Và nhân đây cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bước sang tuổi 40 thì mình cảm nhận làn da của mình đã có nhiều nếp nhăn, chảy xệ, đặc biệt là cái phần rãnh cười của mình rất sâu, cái phần khóe mắt rất là nhiều, cái chân chim và cái vùng da quanh mắt là cái vùng da nhạy cảm và nó thường xuyên là thể hiện rõ rất là nếp nhăn. Và khi mà mình thấy mọi người nói là khi mà căng cơ hoặc là xóa nếp nhăn thì đặc biệt là căng cơ nó sẽ làm cho mình sưng đau, cho nên mình rất là sợ. Tuy nhiên khi dịch vụ BB Thanh Mai có một cái dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn về căng cơ và xóa nếp nhăn thì mình đã đến thực hiện, và mọi người thấy sau khi thực hiện thì làn da của mình được căng mịn hơn, và đặc biệt là cái phần rãnh cười của mình bớt đi rất là nhiều, các vết chân chim hầu như không còn, đặc biệt là cái khuôn mặt của mình bây giờ nó thon gọn hẳn như là villa đó mọi người. Và đây cũng là một trong những cái điều rất là vui, rất hài lòng của mình đối với dịch vụ BB Thanh Mai. Khi mình làm mấy công nghệ nâng cơ với lại xóa nếp nhăn á, mình cảm thấy nó rất là đẹp. Trước thì da mình nhăn chảy xệ, là hai bên má nó có nhiều rãnh á, rồi đuôi mắt nó lại có nhiều nếp nhăn, trên trán nó cũng nhăn nữa. Sau khi mình làm mình thấy nó là hoàn toàn biến mất, da nó căng, khuôn mặt mình nó gọn, không có còn chảy xệ, không có còn thấy mấy cái rãnh nữa. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi sau một giấc ngủ chưa? Ngay lập tức mọi người hãy cùng đến với Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,